Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến Bạt Ngàn, những mặt hàng kg đẹp và thêm rất là nhiều những dòng hàng lan thuần tuyệt vời, hàng đang nụ đang hoa để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Đặc biệt thì hôm nay bên em về những cái lô chồn trắng, hàng chuẩn mặt bông cây giống, cô chú anh chị nhé. Thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần và những cái giò 5 cánh trắng HO Phú Thọ, hàng chuẩn ươm kỳ ạ. Nói chung là những cái loại lan đẹp, hôm nay rất là nhiều những cái loại lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị. Và ở đây ấy, thì cái cước vận chuyển bên em hiện tại em cũng đang hợp đồng với cái bên nhà vận chuyển. Thì cái gói cước phải nói là cực kỳ là ưu đãi luôn. Khi cô chú anh chị lấy khoảng tầm 3 kg nó sẽ chỉ rơi khoảng tầm 30-35.000 đổ lại. Còn nếu như mà mỗi 1 kg tiếp theo là nó sẽ chỉ tăng khoảng tầm 5-7.000 thôi. Và cô chú anh chị lấy khoảng tầm chục cân ấy, thì cước nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5-60.000. Hoặc là cô chú anh chị lấy 4-5 cân ấy, thì cái cước nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm cũng khoảng tầm 40-50.000 thôi. Nên là cô chú anh chị thoải mái có thể chọn hàng, không phải lăn tăn về cái giá cước vận chuyển đâu ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên là hoàng thảo ý ngọc ạ. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái nụ chi chít như là những cái hạt thóc của dòng lan ý ngọc này, hoa vì vô cùng là sai với những bông hoa trắng và họng hồng rất là đẹp luôn ạ. Và mầm gốc thì xanh tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Ý ngọc hôm nay về quá là đẹp ạ. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg dòng lan hoàng thảo ý ngọc nhé. Còn bên này đây sẽ là dòng dáng hương tam bảo sắc Tây Bắc ạ. Có lẽ là những cái giò tam bảo sắc Tây Bắc dài nuột nà và cong, những cái thế cong vút rất là tuyệt vời đó đều là những cái giò tam bảo sắc vùng Tây Bắc ấy cô chú anh chị. Rất là dễ thuần, dễ chăm. Nói chung là nó không thẳng đứng. Như bản thân em thì nói chung là em thì cái cây em thì em lại thích những cái cây gọi là cây cong như vậy hơn cô chú anh chị ạ. Cây cong như vậy khi mà cái dòng lan vươn nó mọc ấy, nó vươn lên và cái chùm hoa rủ ra phía đằng sau nhìn nó rất là tuyệt vời ấy. Đó, dòng dáng hương tam bảo sắc Tây Bắc em bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Đều là những cái cây lá xếp vô cùng là đẹp như thế này. Đấy thì nói chung là hàng rừng thì vận chuyển đóng gói về không tránh khỏi một số cây có thể bị dập lỗi lá một chút xíu của chú anh chị nhá. Hoặc là có thể có một số cây có thể một số ít cây có thể là bị lẫn trong đó, có thể là bị gãy ngọn, cũng mong cô chú anh chị hết sức là thông cảm. Cái dòng dáng hương này thì riêng dòng này về nó sẽ lên ngọn mới ngay thôi. Lượng thì gãy thì nó cũng rất là ít thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng nhá. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, hàng đang nụ rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Nói chung nói đến gà tròn của vùng Cao Bằng thì có lẽ cô chú anh chị nếu mà đã được thưởng thức hoa chắc chắn có một nhận xét chung. Đấy, hiếm có cái nơi nào có mắt hoa đẹp như gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Em bán gà tròn với giá là 200.000 trong 1 kg nhá. Sang bên này đây sẽ là dòng long tu đá hoa tím ạ. Hàng mầm chi chít là mầm và thân căng nù như vậy đó. Cái dòng long tu đá hoa tím thì ở đây là hàng em bán cây giống thôi. Cô chú anh chị có một mùa hoa trọn vẹn trong mùa sau nhé. Em bán long tu đá hoa tím với giá là 130 cho 1 kg. Thì cô chú anh chị biết là bình thường giá của nó không rơi dưới 160-170 khi mà hàng đang mùa nụ đúng không ạ. Còn đây là hàng em đang bán hàng cây giống nhé. Bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Cái dòng hàng này thì thời điểm bây giờ là đang chuẩn bị đi vào mùa hoa thôi. Cực kỳ là xanh tươi và đẹp ạ. Em bán là 130 cho 1 kg hoàng long vĩ này nhá. Tiếp sang bên này đây sẽ là bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy đấy ạ. Hoa chùm vàng rực rỡ cực kỳ luôn. Hiện tại thì đang mầm gốc lên tuyệt vời lắm này cô chú anh chị này. Đó, về nhà cô chú anh chị ngắm mầm thôi cũng đã rồi và chờ đợi cho mùa hoa sau thôi cô chú anh chị nhé. Em bán cái dòng kim điệp xuân này với giá là 140 cho 1 kg. Đây, hàng đang lên mầm rất là đẹp luôn ạ. Ngắm mùa mầm thôi cũng rất là đã mắt luôn. Và sang bên này đây sẽ là dòng nhất điểm hoàng ạ.
nhất điểm hoàng, cô chú anh chị nhìn cho em những cái bông nhất điểm hoàng vô cùng là xinh đẹp luôn ấy, phải nói là rất là xinh đẹp cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là sai bông nữa, bông hoa của nó hơi phớt cam một chút và cái họng của nó là màu 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 cam như thế này này. Hoa của nó là rất là sai luôn, nhưng mà rất là tiếc là hiện tại thì nó đã nở hoa rồi ấy, cô chú anh chị. Hoa đẹp đẹp cô chú anh chị nhá, bông hoa to, hương thơm dịu ạ, rất là thích luôn. Em bán cái dòng nhất điểm hoàng này với giá chỉ có 100.000 cho 1 kg thôi. Cây thì cực kỳ là tươi và đẹp như thế này. Và sang bên này đây thì đây bên này đây sẽ là dòng thanh đạm sữa. Thanh đạm sữa nhá, với những chùm hoa màu trắng sữa rủ dài và rất là siêng hoa luôn cô chú anh chị ạ. Khuôn bông hoa thì cánh cong và môi bầu rất là tuyệt vời, cánh cong cân đối rất là đẹp luôn ạ. Em bán dòng thanh đạm sữa này thì em bán với giá chỉ có 60.000 cho 1 kg. Em khẳng định rằng cái giá trị thẩm mỹ về mặt bông của nó rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Rẻ không có nghĩa là không đẹp mà rẻ vẫn rất là đẹp. Và sang bên này đây thì em có cái dòng long tu xuân. Dòng long tu xuân này thì bây giờ cô chú anh chị lấy thì cũng chỉ là hàng giống thôi cô chú anh chị ạ, bởi vì nó đã nở hoa rồi. Và cô chú anh chị cùng em ngắm tạm cái hai cái thân hoa của dòng long tu xuân mà giò nhà em đang nở ở chỗ em, thì thời tiết nó lạnh ấy nên là bây giờ cây nó mới nở hoa, bông hoa to ùình luôn cô chú anh chị ạ, môi to bự, bông hoa to bự rất là đẹp. Đấy, dòng long tu xuân này cô chú anh chị lấy bây giờ sang mùa sau cô chú anh chị thoải mái được ngắm cái mặt bông rất là đẹp của cái dòng long tu này, hoa cực sai luôn. Với giá chỉ có 180 trong 1 kg. Và bên này đây sẽ là dòng ngọc thạch 3 màu này. Ngọc thạch 3 màu thì bây giờ cũng đang mùa nụ thôi ạ. Đang mùa bắt đầu sưng nụ này cô chú anh chị này. Đang mùa bắt đầu sưng nụ và mầm gốc lên chi chít là đẹp như vậy. Đây là dòng ngọc thạch Bắc cô chú anh chị nhá. Ngọc thạch 3 màu Bắc ạ. Và em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. À đây cô chú anh chị cùng em xem một số cái mặt bông hoa nở sớm, đang nở sớm của nó. Còn lại đại đa số là nó chưa nở hoa đâu cô chú anh chị ạ. Nó có 3 màu rất là rực rỡ luôn ạ. Đó thì em bán có 150.000 cho 1 kg dòng ngọc thạch 3 màu Bắc này thôi nhá. Này, nụ này, cô chú anh chị này. Đó. Nói chung là cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức cái một mùa hoa đẹp của dòng ngọc thạch này. Sang bên này đây thì em có dòng lan hải yến với những cây xếp rất là xinh như thế này. Dòng hải yến thì đang chuẩn bị đi vào mùa nụ mùa hoa thôi. Em bán hải yến với giá là 140 cho 1 kg. Sang bên này đây thì cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em. Đây là những cái cây hồ điệp, tiểu hồ điệp rừng cô chú anh chị nhá. Tiểu hồ điệp rừng dễ thuần dễ chăm và có những người khi mà mang về trồng đã tạo ra những cái tác phẩm rất là tuyệt vời từ cái cây hồ điệp rừng, rất là nhiều màu sắc đẹp. Vào những cái cần hoa vươn rất là cao, cây nhỏ bé như cần hoa của nó khi mà nở ấy vươn rất là cao luôn. Dòng hồ điệp rừng này này em bán là 200.000 cho 1 kg cây hồ điệp rừng nhá. Sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm lô hội, em bán với giá là 60.000 cho 1 kg. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hạc vị Bắc, hay người ta còn gọi là phi điệp hồng ấy cô chú anh chị. Dòng hạc vị Bắc phi điệp hồng này thân rất là to mập và bây giờ cây đang lên mầm. Nói chung là cái mùa này vẫn đang là cái mùa ghép của rất là tốt của dòng lan hạc vị Bắc này nhá. Em bán với giá là 190.000 cho 1 kg hạc vị Bắc. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hạc đỉnh hồng. Cái dòng hàng này thì bông hoa với sắc hồng rất là to bự đẹp và mùa bây giờ cũng là đang mùa chuẩn bị lên mầm mới. Cô chú anh chị về trồng là sẽ lên những cái chồi tơ mới và hàng này sẽ hoa nở vào thời điểm Tết đấy ạ. Em bán với giá là 100.000 cho 1 kg nhé. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hài vệ nữ, hay người ta còn gọi là tiên hài ấy cô chú anh chị. Một trong những cái dòng lan hài mà người ta cho rằng là dễ thuần dễ chăm trong top những cây lan hài. Hiện tại thì cây một số cây đang nở hoa và một số cây thì đang nụ nhá. Và dòng lan hài vệ nữ này em bán với giá là 80.000 cho 1 kg cô chú anh chị ạ. 80.000 cho 1 kg nhé. Dòng lan hài vệ nữ rất là tươi, rất là đẹp như thế này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng kiều. Đây là dòng kiều vàng ạ. Và kiều vàng ở chỗ kiều vàng cái lô này về thì cây rất là vừa tầm, xanh tươi và đẹp. Một số cây thì đang bắt đầu là nhú nụ rất là tuyệt vời như thế này. Đây, hàng nó thân to nên là có những cái giả hành nó có thể cho hai cái chùm bông nhìn quá là tuyệt vời như thế này. Này cô chú anh chị này. Đây ạ. Để nói chung là đa số nhiều cây là hiện tại chưa có nhú nụ đâu cô chú anh chị ạ. Một số cây thì nhú nụ thôi cô chú anh chị nhá. Như nguyên cái rể này này rất là to đẹp luôn, nhưng mà em chưa thấy có một cái nụ nào nhú ra. Nói chung là về cô chú anh chị sẽ được chơi một mùa hoa đẹp của dòng kiều vàng này. Em bán là 180.000 trong 1 kg kiều vàng thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng nhất điểm hồng. Đấy. Nhất điểm hoàng thì hoa của nó cánh hơi phớt hồng cam đúng không ạ. Còn cái dòng nhất điểm hồng ấy,
thì hoa của nó sẽ trắng hoàn toàn cô chú anh chị nhé, trắng luột hoàn toàn với bông hoa rất là to, họng điểm một xíu hồng thôi nên là nó có tên là nhất điểm hồng đấy ạ. Em bán là 100 cũng là 130.000 cho 1 kg nhất điểm hồng này. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương quế tím, hoa thì phải nói là rất là thơm. Cái dòng quế tím với bông hoa cái lô này về thì cây đẹp của chú anh chị ạ. Cây rất là đẹp luôn, cái hàng quế tím hiếm, ít có cái lô nào mà về cây nó đẹp như thế. Và cô chú anh chị cùng em xem cái mặt bông của dòng quế tím này. Hoa tím rất là đậm, hoa tím rất là đậm và bông hoa to cô chú anh chị nhé. Ở đây thì khi mà mình trồng lên như này thì chụp như thế này thì chưa được lột tả được hết cái vẻ đẹp của dòng quế tím này đâu ạ. Đấy, quế tím em bán là 170 cho 1 kg, dòng dáng hương quế tím, cây rất là đẹp ạ. Tươi roi rói và cực kỳ là đẹp luôn cái dòng quế tím hôm nay về. Em bán từ 0,3 kg trở lên. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn. Cho ai yêu mến cái hoa màu trắng ạ, và bạch nhạn bây giờ thì khá là tươi, rất là phải nói là rất là tươi, rất là căng rồi, chứ không phải là như 1-2 tháng trước thì rất là tóp thân đâu. Bây giờ thì nhìn thân cây lá nó rất là căng, rất là đẹp luôn rồi đây này cô chú anh chị này. Và một số cây thì đang bắt đầu là nhú nụ rồi này. Đó, rất là xinh. Em bán với giá là 180 cho 1 kg cái dòng dáng hương bạch nhạn nhé của chú anh chị nhé. Cũng bán được 0,3 kg đấy ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan kiếm tiên vũ rừng Tây Ninh. Hàng này đây là cái hàng mà bọn em đã tuyển chọn, là những cây côn lùn ngắn khoảng tầm độ 50 cm trở lại thôi. Đó, và lá láng rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 130 cho 1 kg. Dòng lan kiếm tiên vũ rừng Tây Ninh có thể sổ ra những cái mặt bông rất là tuyệt vời. Sau bên này đây sẽ là dòng lan đai châu rừng Bắc Trụ ạ. Đai châu rừng Bắc Trụ cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại thì rễ non của nó đang bắt đầu lên ra này. Về cô chú anh chị nếu như trồng thì về trồng là sẽ được ngay những cái giò lan thuần rất là nhanh. Đó. Và Tết tới là mình sẽ được thưởng thức những bông hoa đẹp của cái dòng đai châu ngọc điểm này rồi ạ. Em bán một cái kg như vậy với giá chỉ có 320.000 thôi, và em sẽ bán từ 0,3 kg. Một kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 cho đến 15 cây trên 1 kg đấy cô chú anh chị. Và bên này đây sẽ là dòng lan kiếm bích thủy hay còn gọi là kiếm hồng hoàng. Như cô chú anh chị tìm hiểu với mặt bông của dòng lan kiếm bích thủy này thì cô chú anh chị biết rằng là cái dòng này thì khi mà sổ hoa cũng sẽ ra cái độ đậm nhạt rất là nhiều những màu sắc khác nhau. Và dòng lan kiếm bích thủy này tầm bây giờ thì nó đang bắt đầu là lên mùa trầm mầm chồi mới, cũng như là chuẩn bị cho một cái mùa hoa mới nhá. Em bán với giá là 80.000 cho 1 kg và 150.000 cho 2 kg. Dòng kiếm bích thủy thoải mái cô chú anh chị lấy về để thưởng thức để sổ bông ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo nghệ tâm nhá cô chú anh chị nhá. Hoàng thảo nghệ tâm thì thời điểm bây giờ là đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, đang nụ, cây thì bé nhỏ thôi nhưng mà khi mà sổ hoa thì bông hoa rất là to luôn ạ. Rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Nó phải to ngang như lấy dòng long tu đáo hoa tím, thân to đùng luôn ấy ạ. Mà hoa thì lại cực kỳ là sai đấy cô chú anh chị cùng em ngắm tạm cái mặt bông này. Nói chung là những cây nghệ tâm này chưa phải là cái mặt bông đẹp, chưa phải là mặt bông đẹp đâu cô chú anh chị ạ, chưa phải một giỏ lan đẹp, nhưng cô chú anh chị ngắm tạm cái mặt bông này thôi. Đó, hoa của nó cực kỳ là xinh như thế này. Đấy, thì ở đây thì em có hai cái lô hoàng thảo nghệ tâm nhá. Một lô này thì xanh lá này cô chú anh chị này, một lô này xanh lá này. Em bán lô này với giá là 50.000. Còn lô bên này thì cây thì thân rất là khỏe luôn cô chú anh chị, nhìn cho em cũng chi chít là nụ nhưng mà nó lại rụng lá cô chú anh chị ạ, không có lá cô chú anh chị này, rất là ít lá. Đó, thì cái dòng nghệ tâm này cũng rất là nhiều cô chú anh chị đặt hàng ấy. Cái lô này thì nhiều hơn nhá. Nhiều hơn đấy cô chú anh chị. Mà nhìn rối tinh rối mù, nhìn không hề có đẹp mắt. Em cũng bán là 50.000 đấy. Nói chung là về cây giống thì tuyệt vời, không có lăn tăn gì luôn. Đây này, mầm gốc em chuẩn bị lên đến nơi hết rồi này cô chú anh chị này. Đấy, cây giống cây thì khỏe đẹp luôn đây này, mầm này. Đấy, nhìn thì rất là xấu mã đúng không ạ? Nhưng mà vẫn có nụ có hoa, cái lô bên này thì nhìn đẹp mã hơn. Đấy, nhưng mà ít hơn. Đấy, cả hai lô em đều bán 50.000. Một cái phần tóc tiên rất là xinh này. Một cái cây gì đó. Cái chỗ này em bán là 30.000 này. Hai lô hài ráp rất là đẹp ạ. Hai lô hài ráp rất là đẹp này. Mỗi một lô như vậy em bán là 50.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hài ráp. Đấy, bông hai hài ráp đấy ạ. Những cái lô hài ráp này, bên này sẽ là hài mốc hồng, em còn có một lô duy nhất này thôi nhá. 50.000 trong cái lô hài mốc hồng rất là nhiều luôn. Đó. À, sang bên này đây thì hoàng thảo tam bảo sắc. Cái loại lan mà đây, hoàng thảo tam bảo sắc, cực kỳ là tươi, thân căng mướt vô cùng là đẹp như vậy này. Hôm nay em có hai cái lô tam bảo sắc này về cô chú anh chị được hai giò to đẹp luôn ạ. Chuẩn bị đến mùa hoa của hoàng thảo tam bảo sắc rồi đây. Em bán mỗi một lô như thế này ạ là 90.000. Và đây có em có hai lô hoàng thảo hương vani. Hương vani với cả hoàng thảo tam bảo sắc thì thân rất là giống nhau. Đấy, hai lô hương vani thì cái lô này là nhiều lá hơn, lô bên này cũng là ít lá hơn, nhưng mà đều là rất là khỏe và rất là đẹp như nhau. Thì em bán mỗi một lô như vậy với giá là 80.000. Cô chú anh chị lấy loại nào, lô nào cứ báo em. Còn bên này đây sẽ là hoàng thảo u lồi này, cô chú anh chị thấy mầm đẹp không?
lên mầm rất là đẹp, mà hoa của u lồi là một trong những cái mặt bông gọi là đẹp nhất, đẹp nhất cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì mấy cần hoa này nó đã tàn mất rồi ạ, nếu mà không thì cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa cực đẹp luôn. Cái lô u lồi này em bán với giá là bao nhiêu nhỉ, 140.000 cho cái lô hoàng thảo u lồi này, rất là nhiều mầm tơ căng khỏe cực kỳ là đẹp như vậy, 140.000 nhá. Sau bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Mỗi dòng lan phải nói là đáng thưởng thức ngay từ cái thân của nó. Lô hàng này về thì thân căng rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ, mầm gốc lên chi chít là mầm luôn, đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Có những cái rễ rất là lớn như thế này. Đấy, rất là tiếc là thời điểm bây giờ là nó đã rụng lá ra hoa rồi, nên là lá nó cũng rụng nên là nhìn nó không được đẹp mã thôi ạ. Em bán là 180.000 cho 1 kg nhé. Hoàng thảo chuỗi ngọc rất là đẹp cô chú anh chị ạ. À, sang bên này đây là một trong những cái mặt bông quá là đáng sưu tầm luôn, phải nói là như vậy. Đó chính là cái dòng dáng hương chồn trắng, săn cả năm nay rồi mới được một cái lô chồn trắng này cô chú anh chị nhé. Dòng này là dòng cây chồn trắng và người ta được nhân giống bằng phương pháp đó là cấy mô nhé cô chú anh chị nhé, bằng phương pháp cấy mô từ cái cây chồn trắng đột biến của rừng đấy ạ. Đó, nên là khi mà sổ hoa ra thì hoa của nó trắng và bông hoa đẹp như là y như những cây chồn rừng nhá. Và cô chú anh chị nhìn có thể nhìn thấy là cái thân lá của nó không hề khác chồn rừng. Đấy, không hề khác chồn rừng luôn. Đó, khi mà sổ hoa thì hoa cũng rất là sai bông như là những cây chồn rừng, không khác một chút nào. Bởi vì đây là cái hàng cấy mô cô chú anh chị nhá, rất là đẹp luôn ạ. Và hoa về đảm bảo độ thơm, độ đẹp không khác gì chồn rừng luôn. Và một cái chậu chồn trắng như vậy thì em có hai cái loại. Ở đây là hàng có nụ và hàng không nụ. Hàng có nụ thì em bán với giá là 170 cho một chậu nhá, 170 một chậu. Còn hàng không nụ thì em sẽ bán với giá là 150.000. Đó, thì cô chú anh chị lấy loại có nụ rồi, nhú nụ rồi hay là loại chưa nhú nụ thì hãy báo em. Nói chung cái lô chồn này thì quá là đẹp, quá là đáng sưu tầm. Phải nói những cây chồn trắng này này, nó rất là dễ thuần, dễ hoa, y như cái chồn rừng của mình luôn cô chú anh chị. Hoa cũng trắng và đẹp như vậy. À, và bên này đây sẽ là dòng Samurai. Những cái chậu Samurai, một chậu như thế này là một bụi rất là tuyệt vời luôn này. Người ta nói rằng là nếu như nói rằng Samurai là độ thơm của nó ấy, đứng thứ hai thì có lẽ là không có loại hoa nào thơm thứ nhất cả. Đó, người ta nói là như vậy. Đấy thì cô chú anh chị biết là hoa của nó thơm như thế nào rồi. Và một cái chậu Samurai như vậy em cũng bán với giá là 150 thôi cô chú anh chị nhá. 150, hoa trắng và cực kỳ là thơm. Đó, đó dòng Samurai. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ hoa vàng. Vũ nữ hoa vàng thì một chậu như vậy là một bụi cũng rất là to cô chú anh chị ạ. Một chậu là một bụi rất là to luôn. Đấy, lác đác hiện tại thì đang có một cái vài bông nó bói hoa ấy. Đấy, một chậu là rất là nhiều giả hành như thế này. Em chỉ bán với giá có 80.000 thôi. Và riêng dòng vũ nữ này ấy thì nó cho mình hoa quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Đây cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng vũ nữ này. Đấy, mặt bông của nó sẽ là như vậy. Đấy, vũ nữ hoa vàng, hoa của nó như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, hoa nó sẽ nở quanh năm và một bụi thì cây cực kỳ là khỏe đẹp và nhiều thân. Thì em bán với giá có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. 80.000 quá là rẻ luôn. À, sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiếm thái hoa vàng. Dòng kiếm thái mà bản lá rất là to, căng mướt cực kỳ là đẹp như thế này đấy ạ. Một chậu thì to bự và rất là nhiều giả hành luôn này cô chú anh chị này. Đó, một cái chậu lan phải nói là đẹp từ thân lá luôn ạ. Đấy, rất là nhiều thân, 5, 6, 7 thân trở lên, một bụi to đùng như thế này. Em bán với giá là 130.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Riêng dòng kiếm này ấy, thì mình không chỉ chơi hoa mà còn thưởng thức lá rất là đẹp. Đấy, một thưởng thức lá như một cái kiểu tiểu cảnh rất là đẹp luôn. Một bụi to đùng luôn. Đấy. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Ono ạ. Thì cái chậu giả hạc Ono này cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của chậu giả hạc Ono ạ. Hoa của nó cánh siêu đậm đà luôn, tím hồng rất là đậm. Và cái mắt, cái họng của nó này là màu hồng đỏ cô chú anh chị nhé, màu hồng đỏ ạ. Và hàng thì chi chít là mầm như thế này. Đấy, hàng này thì hiện tại đã nở hoa rồi nên là em sẽ chỉ bán hàng cây giống thôi cô chú anh chị. Nhìn cái mầm của nó rất là khỏe đẹp như vậy đúng không ạ? Cả mầm cả kỳ rất là tuyệt vời luôn như thế này. Em bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu nhé. Cô chú anh chị nào mà muốn thưởng thức sang năm có một giò hạc, giả hạc Ono đẹp, thơm ngào ngạt và tím lịm đẹp tuyệt vời như vậy để thưởng thức thì cô chú anh chị hãy sưu tầm đi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng. Chậu kiều vuông cánh trắng này em bán với giá là 180.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé.
Và sang bên này đây sẽ là vũ nữ của những cái vũ điệu của các nàng vũ nữ đấy ạ. Những cái chậu vũ nữ này đều là những cây đã trưởng thành và chuẩn bị cho hoa hết rồi. Đó thì mỗi một chậu như vậy thì đều rơi vào 3-4 giả hành trở lên. Thì em ở đây em có 3 cái mặt bông vũ nữ để cô chú anh chị lựa chọn. Đó là vũ nữ mèo cam thì hàng đang nụ nhá. Vũ nữ mèo cam thì hàng đang nụ và vũ nữ sô cô la baby. Cô chú anh chị biết rằng người ta bán rẻ nhất cũng 180 đúng không ạ? Vũ nữ sô cô la baby này và bên này đều là những cây đã trưởng thành đang ngậm nụ hết ạ. Và bên này sẽ là dòng vũ nữ nhện xanh ạ. Đều là những cái mặt bông vũ nữ thân căng khỏe, thân lá đẹp cũng như mặt bông rất là bền hoa và cho hoa quanh năm. Dòng lan đáng sưu tầm ở đây em bán với giá chỉ có 140. Đó, 140 cho một cái chậu lan vũ nữ rất là đẹp như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu đùi gà. Đùi gà dẹt cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 190 cho một cái chậu đùi gà dẹt này. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây trầm rừng ạ. Những cái chậu trầm rừng này cô chú anh chị này, hàng zin chuẩn mặt bông của cái cây trầm rừng. Đây là những cái cây trầm rừng gọi là những cái cây giống nhỏ, những cái cây bị gãy dập nên là nhà vườn người ta đã mang về người ta trồng lên. Đó, chuẩn mặt bông của cây trầm rừng để cô chú anh chị thưởng thức những bông trầm rừng nhá. Xịn nguyên bản nhá. Một chậu thì một thân như vậy nó sẽ cao khoảng tầm 20 cm. Và nó đang nụ này cô chú anh chị này, đang nụ như vậy và cũng đang lên mầm gốc rất là đẹp. Em bán với giá là 80.000 cho một chậu thôi. Đó, 80.000 cho một chậu để cô chú anh chị có một cái giò trầm rừng rất là đẹp, rất là thơm để cô chú anh chị thưởng thức nhá. Còn bên này đây sẽ là dòng lan trầm siêu đỏ. Dòng trầm siêu đỏ thì một chậu cũng là một thân. Nó sẽ cao tầm 90 cm trở 40 cm trở lên. Và đây là cái mặt bông của dòng lan trầm siêu đỏ, cô chú anh chị của em ngắm. Mặt bông của trầm siêu đỏ. Và những cây trầm siêu đỏ này thì nụ nó còn hơi còn bé này cô chú anh chị này. Nên là đảm bảo cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn nhé. Em bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen đỗ úc mắt đen, hoa rất là bền, hương thơm dịu cũng rất là thích luôn. Và một cái chậu như một bảng như thế này em bán 140. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nó rất là nhiều thân đúng không ạ? Rất là nhiều thân này. Đó, có 140 cho một bảng thôi nhá. Bên này đây sẽ là dòng dáng hương tam bảo sắc. Những cái bảng tam bảo sắc này thì em đã ghép thuần rồi ạ. Và cô chú anh chị lấy về chỉ việc treo lên và chờ thưởng thức hoa thôi. Mỗi một bảng như vậy rơi vào 4-5 thân trở lên nhá. 4-5 thân trở lên. Và cái bảng nào thì cũng đang có 1-2 cái vòi nụ nhú ra để cô chú anh chị có thể thưởng thức. Em bán với giá là 150.000 cho một bảng. Tiếp sang bên này đây là cái dòng sơn thủy tiên. Cô chú anh chị cùng em ngắm những cái mặt bông của dòng sơn thủy tiên đi ạ. Hoa vàng đậm đà, họng rất là đậm luôn như thế này. Đó là dòng sơn thủy tiên cô chú anh chị nhé. Hoàng lạp thì hoa của nó cũng vàng như vậy nhưng mà hoa nó sẽ cánh mỏng hơn và nó tàn hoa nhanh hơn đấy. Còn dòng sơn thủy tiên này thì hoa của nó sẽ rất là bền nhé cô chú anh chị nhé. Thơm rất là thơm nữa. Đấy thì một cái chậu sơn thủy tiên như thế này khi mà sổ hoa hết có thể cho cô chú anh chị một tác phẩm tuyệt vời luôn. Đó, chậu rất là nhiều chậu như thế này, nhiều thân như thế này ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, rất là đẹp. Em bán với giá chỉ có 250 nhé cô chú anh chị nhé. 250 cho một cái chậu sơn thủy tiên này thôi. Và tiếp sang bên này đây thì em có đây ạ, em có chậu đen đô xuân. Cái chậu này thì quá là đẹp luôn rồi cô chú anh chị, rất là nhiều thân và đẹp. Rất là nhiều thân và đẹp nhá. Nhiều thân và đẹp này cô chú anh chị này. Hoa của nó đây ạ. Chậu này em bán 130. À bên này đây em còn có một cái chậu trầm parasi. Chậu này đã nở hoa rồi, cái mặt bông của nó phải nói là siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Siêu đẹp luôn ấy. Hôm nay có cô chú anh chị nào mà đặt hàng ấy nhỉ? Em lại tưởng là em đã hết hàng rồi, em đã bán cái chậu này đi rồi ấy. Trời ơi cái mặt bông của nó đẹp đến mê mẩn luôn ạ. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Cái họng của nó kìa, cái mắt của nó kìa. Nhung đen đậm mà nhung đỏ rất là tuyệt vời như thế này. Chậu này em bán với giá là 110 nhá. Cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm đấy ạ. Bán chuẩn đúng giá là 110 luôn này. Một cái chậu gì đây ạ? Vũ nữ đây. Cát lai a. Cát dòng cát hoa mini á cô chú anh chị. Một cái bụi rất là to như thế này ạ. Em bán với giá là 110. Còn bên này đây sẽ là những bảng hạc vĩ thiên cung đự bố, hàng hoa rất là đậm màu luôn. Đấy, hàng này thì ở đây là rất là tiếc là hoa nó đã tàn rồi ấy. Thì mầm gốc thì lên chi chít như thế này này cô chú anh chị này. Em bán hàng cây giống với giá là 100.000 một bảng nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những hình lan ưng ý nhất. Và đặc biệt sẽ là những cái giò HO, những cái giò Phú Thọ, hàng ươm ki chuẩn cây giống này. Em xin phép được giới thiệu từ hình 1 đến cô chú anh chị nhá. Hôm nay thì em có những cái chậu Phú Thọ này cô chú anh chị này.
Nhớ chậu năm cánh trắng Phú Thọ cô chú anh chị nhé. Hàng này là hàng ươm ki, nên là đã là hàng ươm ki thì cô chú anh chị biết rằng là chuẩn mặt bông cây giống đúng không ạ? Và dòng năm cánh trắng Phú Thọ này thì kể cả người mới chưa chơi lan thì người ta cũng đã biết đến tiếng của dòng mặt bông tuyệt vời của dòng năm cánh trắng Phú Thọ rồi đúng không ạ? Và nó chính là một cái cây lan cơ sở của ấy, dòng lan va ấy cô chú anh chị. Đây là một cái mặt bông rất là đẹp. Nổi tiếng, cực kỳ là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Vài chậu này thì em xin nhắc nó là hàng chuẩn ươm ki nhá, không thì khi mà bán rẻ quá cô chú anh chị lại nghĩ rằng là hàng gieo hạt, là hàng chuẩn ươm ki. Mỗi chậu như thế này thì rơi thời điểm năm ngoái nó phải rơi vào tầm bao nhiêu nhỉ? Nó phải rơi vào tầm trước đây là mỗi một sen nó phải rơi vào tầm lúc em mua năm ngoái năm kia, mỗi một sen rơi vào tầm triệu, 1 triệu một sen cô chú anh chị ạ. Thì bây giờ ạ thì một chậu như thế này không có tính sen gì cả, và một chậu như thế này để cô chú anh chị sưu tầm, hai mầm gốc ki trên thân rất nhiều, em bán với giá chỉ có 260 cho hình số 1 nhé. Hình số 2 một bi một mầm rất là đẹp luôn, em bán 150 cho chậu này là hình số 2 nhé. Đấy, 150 cô chú anh chị sở hữu ngay một cây lan Phú Thọ năm cánh trắng, hàng chuẩn cây giống của chú anh chị nhé. Cô chú anh chị đừng lăn tăn là hàng này không chuẩn cây giống. Nếu như em mà lừa đảo ấy thì em lừa ở những năm trước thì giá nó rất là cao rồi, chứ em không phải đi lừa với thời điểm bây giờ đâu ạ. Hình tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 170.000 cho hình này Phú Thọ. Hình số 4. Hình số 4 nhé, là một cái mầm gốc rất là đẹp này, và thân nủ cũng đã kích mầm kích ki hết rồi. Đấy, hình này em bán 220 ạ. Tiếp theo là cái hình số 5. Hình số 5 này em bán với giá là 180.000 này cô chú anh chị này. 180.000. Và hình số 6 này, hình số 6 này em bán là 150.000 nhá. Đó, 150.000 sở hữu ngay một cái cây lan tuyệt vời rồi ạ. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 7 này. Một mầm này và cái ki đang lên rất là chuẩn bị, ki đang lên rất là nhiều. Chậu này em bán 250. Tiếp theo sẽ là hình số 8. Hình số 8 cũng là chậu Phú Thọ này, em bán giá là 160.000 thôi, rất là đẹp luôn. Đó, và cực kỳ là lực nhá cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo số 9 ạ. Số 9 này, hình này thì là một mầm gốc rất là lực này. Và cái một cái thân 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 này thì nó sẽ chuẩn bị ra rất là nhiều ki nữa. Đó, bởi vì hàng này thì em đã kích mầm rồi, kích ki rồi ấy cô chú anh chị. Hình này em bán với giá 250 nhé. Tiếp theo là cái hình số 10. Hình số 10 này là chuyển sang cây đây, hình số 10 là hai mầm gốc mà một cái thân già này rất là nù, cái hình này em bán 220. Và tiếp theo là cái hình số 11 này. Chậu số 11 này em bán với giá là 180.000. Ở đâu không? Hình này em bán thôi 180 đi. Và tiếp theo sẽ bên này sẽ là năm cánh trắng HO nhé cô chú anh chị nhé. Năm cánh trắng HO, một mặt bông rất là đẹp, mà như thời điểm năm ngoái thì một sen là 2,5 triệu, và như thời điểm năm ngoái thì em mua một cái chậu y như không được như thế này đâu. Không được như thế này cô chú anh chị ạ, 60-100 triệu. Đó, bây giờ thì cái chậu này đấy, chuẩn cây giống cô chú anh chị nhá. Hình số 12 em bán với giá có 350.000 thôi. Cái chậu này có hai mầm rất là đẹp, và cái thân già này này nó là một cái thân rất là to khỏe nhưng mà nó bị gãy đi ấy, nên là cái mầm gốc của nó cũng sẽ sau này nó sẽ lên rất là lực nhá. Hình này em bán 350.000 là cái hình số 12. Hình số 13. Hình số 13 này cô chú anh chị này, hình này là có hai cái thân này này. Hai cái thân già này thì sẽ hai mầm gốc rất là đẹp rồi, và cực kỳ là ba mầm gốc rồi chứ cô chú anh chị, ba mầm gốc lên cao và rất là đẹp rồi, và ở trên này sẽ đang lên rất là nhiều mầm ki nữa. Ấy, chậu này em bán với giá là 650.000 ạ, 650.000 cho cái hình số 13 cô chú anh chị nhá. Hình số 13, cái chậu này thời điểm năm ngoái nó phải rơi vào tầm 90 triệu không rơi. Đó. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 14. Hình số 14 này ki trên thân rất là nhiều đây cô chú anh chị này. Hình số 14 này em bán với giá 480. Hình số 15, trời ơi một cái thân ki chi chít là ki luôn đây cô chú anh chị. Nù rất là nù nữa. Mà chuẩn cây giống cô chú anh chị nhá. Em bán cái giò này với giá là 530.000 cho chậu này. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 16, cái giò này, cái chậu này em bán với giá là 350.000. Hàng này thì em nghĩ là bây giờ nó đáy rồi cô chú anh chị ạ, không thể nào xuống được nữa đâu, bởi vì nó dù sao nó cũng là mặt bông rất là tuyệt vời. Tiếp theo sẽ là cái hình số 17 em bán 260. Hình số 18 cũng là HO. Đấy, chậu này em bán 260. Chậu số 19. Ki trên thân chi chít là ki luôn. Trời ơi, người ta xiên chỉ qua để mà kích, để mà nó đạt cái hiệu quả của phần kích ki ấy. Nhiều ki chi chít như vậy này. Cái chậu này em bán với giá là 600.000. 600.000 về cô chú ý chị nhân không biết được bao nhiêu là giống. Tiếp theo là cái chậu số 20. Chậu này em bán với giá 220. Và chậu số 21, cái chậu này em bán với giá 250 này. Đấy, chậu
Tiếp theo là chậu số 22. Chậu số 22 nhá. Ở cái thân già này nó cao khoảng tầm bao nhiêu ạ? 20 cm trên 20 cm. Cái chậu này năm ngoái em mua 60 triệu không được cái chậu đẹp như thế này đâu cô chú anh chị ạ. Cái chậu này em bán với giá là 500.000 cho cái chậu này. Đấy thì ở đây ấy, thì cái gốc của nó hơi, cái rễ của nó phần là lung lay nhá, về cô chú anh chị rèn lại. Và bên này sẽ là một cái chậu chậu hài. Cái chậu hài này là hài hài táo cô chú anh chị ạ, đang hai nụ rất là đẹp. Thì cái chậu hài táo này thì em bán với giá 150.000. Là bên này. Sang phần tiếp theo là một phần hài à đâu. Hình tiếp theo sẽ là hình số hình 24 là một cái chậu hoàng lạp, em bán 180 đang nụ. Hình 25 180 hoàng lạp, hình 26 cũng là 180, hình 27 là một cái bảng dáng hương đuôi cáo này em bán là 130. Và hình tiếp theo là hình số 28, một cái phần cáo đang một cây này đang nụ nhú nụ rồi cô chú anh chị nhá. Phần cáo này có tất cả là có 5 cây lớn nhỏ. Em bán là 100.000 và cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức hoa luôn nhé. Tiếp theo sẽ là hình 19, một cái giỏ cáo rất là đẹp như thế này, ba ngọn xếp đẹp như vậy, em bán 210.000. Hình tiếp theo hình 30 em cũng bán với giá là 210.000 ạ, 210.000. Hình 31 cái giỏ cáo này cô chú anh chị này. Đây. Giỏ cáo rất là đẹp như vậy em bán với giá là bao nhiêu ạ? 200.000. Tiếp theo sẽ là hình 32 em bán là 180, hình 33 em cũng bán với giá 180 và hình 34 em bán 200. Và hình tiếp theo là hình số 35. Chậu 35 đây. Cáo 35 rất là đẹp này, em bán 200.000. Và hình một hình hài hương duy nhất nhá. Hình hài hương duy nhất có 9 cây ạ. 9 cây hài hương này em bán với giá 160.000. 9 cây hài hương nhỡ. Giá cực kỳ là rẻ so với nhiều nơi khác. Không bao giờ cô chú anh chị mua được cái cây hài hương đẹp như thế này, có 160 đâu ạ. Và tiếp theo là một cái lô xoắn. Lô xoắn này em bán là 170 này. Lô xoắn này có hai rề rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, bằng cái giá còn rẻ hơn cả cái giá đùi gà. Và tiếp theo sẽ là hình 38. Em bán cái lô này cũng với giá là 160.000. 160. Đấy, 160.000. Là hình 38 ạ. Hình 39 là một cái lô kiều tím miền Trung, hai dề kiều tím miền Trung, hàng về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa đẹp. Em bán hôm nay, bán nốt để em nhập cái lô mới về. Em bán cái hình này với giá là 250 này cô chú anh chị này. Đó, 250 cô chú anh chị nhá, quá là bèo luôn rồi. Tiếp theo là hình số 40, 250 luôn ạ. Và hình số 31 là một dề tam dáng hương tam bảo sắc nhá. Chỗ này là nguyên một dề luôn. Đó, cái dề tam bảo sắc này này, Tây Bắc ạ, đang nụ này. Dề rất là đẹp, em bán cái dề này với giá 200. Và tiếp theo hình 42, ba thân tam bảo sắc xếp rất là đẹp này. Hình này em bán với giá là 140. Và một cái dậu chậu kiếm này là 43, em bán với giá là 180. Và 44 là 100, cũng là 180. Và một cái chậu giò cáo này, giò cáo này là 3 cây ạ. 3 cây là một cái khúc nguyên bản mà dân người ta đã chặt về rừng, chặt về khá là lâu rồi và cũng không chăm sóc nên là lá nó cũng có phần hơi héo. Em bán với giá là 100.000 chậu cáo, giò cáo nguyên bản này. Và bên này đây thì em có rất là nhiều những chế phẩm và tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 trong 1 kg thôi nhé. Vỏ thông thì em có size 1, 2 và vỏ thông vụn ạ. Dớn vụn một cái giá thể chống lan rất là tuyệt vời, 40.000 trong 1 kg, được rất là nhiều luôn. Bên này sẽ là Atonic là 10.000 trong 1 gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000 ạ. Hùng Nguyễn 25.000 trong 1 lọ này, dưỡng chất AB 85.000 trong 1 lọ nhé. B1 Thái 40.000 trong 1 lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong 1 lọ này. Điền Gia Mỹ Tiến là 40.000 ạ. Và Điền Gia Sẹo Đen sẽ là 50.000 nhé. Ba loại phân bón thông minh tan chập có kiểm soát với giá là 30.000 trong 1 lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá em bán là 35.000 trong 1 lọ. Và thuốc đặc trị côn trùng 70.000 trong 1 lọ nhé. Rotin đặc thuốc sát khuẩn 150.000 trong 1 lọ này. Và cái dòng cát tan đặc trị thối nhũn với giá là 35.000 trong 1 lọ nhé. Bên này là Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 trong 1 lọ này. Kin Kin Boom cũng là dòng đặc trị thối nhũn ạ, 25.000 trong 1 gói nhé. Phân bón dạng túi lọc cung cấp dinh dưỡng cũng như kích rễ tuyệt vời, giá 35.000 trong 1 hộp 20 túi lọc bên trong. Dây buộc lan chiều dài 100m, giao cắt kèm theo tiện dụng kỳ luôn với giá là 35.000 trong cuộn này. Và cái Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm, một gói như vậy em bán là 15.000 và một cái hộp 1 kg. 1 kg như thế này em bán với giá là 135.000. 130.000 ạ. Và Chichoderma một cái túi như vậy này là 1 kg, em bán với giá là 50.000 nhá. Bên này đây sẽ là mút hữu cơ của Hà Lan, em bán là 70.000 cho một gói đấy. Và bên này sẽ là phân trùng quế dòng nguyên chất dòng cao cấp, một túi 1 kg với giá 35.000. Bên này đây sẽ là phân hữu cơ, phân bón hữu cơ dinh dưỡng, hữu cơ vi sinh ạ.
được làm từ dịch chuối, phân châu và đỗ tương nhé. Đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi ạ. Và một cái túi như vậy em bán với giá là 35.000 đây cô chú anh chị này, 35.000 thôi. Cô chú anh chị hãy tìm hiểu cái giá của dòng phân châu. Người ta chỉ là phân châu đã qua xử lý thôi, người ta không bán dưới 60.000 đúng không ạ? Thế còn sản phẩm ở đây cô chú anh chị thấy là rẻ như vậy ạ. Rẻ như vậy nhưng mà cô chú anh chị cứ hết sức là yên tâm giúp em. Đó là chất lượng nó hoàn hảo hơn rất là nhiều so với những gói phân châu mà người ta đã bán 60.000 cô chú anh chị nhá. Đây bởi vì em bán giá rẻ như vậy bởi vì em mua tại xưởng không qua trung gian. Và giá em bán thì cũng rất là giá sát với cái giá em nhập. Nên là đảm bảo cô chú anh chị là dưới mức giá sỉ mà chất lượng thì vô cùng là tuyệt vời. Đó, thoải mái cô chú anh chị bón cũng như là trộn với cả giá thể mà không hề hề bị sợ bị đen đầu rễ, mà cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời nhất cho cây nhé cô chú anh chị nhé. Chỉ có 35.000 thôi ạ. Bên này sẽ là dòng sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 35.000, 40.000 nhá. Và rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.